Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sơn Ta đây. Và hôm nay chúng ta cùng đến lấy con rồng mới và lai rồng mới, cộng với ngôi sao bên kia kìa, các bạn thấy không? Cái đây là phần quà hàng ngày các bạn, một mờ vàng. Rồi, Magicon dẹp. Âm thanh đâu ta? Game chết. Nên bật tiếng xíu nha các bạn. Rồi, có tiếng rồi. Tiếng tầm đó được rồi các bạn. Ok. Rồi, vào sự kiện thôi. Sự kiện cái ke lúc lúc mấy giờ ta? Lúc từ 5 giờ đến 2 giờ sáng thì cái ke đó mình thu bị thiếu con. Rất là tiếc luôn. Vì mình bận thu bị thiếu con các bạn ạ. Rồi. Còn hiện tại thì đây là một ke từ 2 giờ đến 10 giờ sáng này. Giờ mình vào mình thu con này. Để mình đánh, mình đi lấy con spy. Con gì đây? Con cần này này. Ok, fine. Hệ bóng tối thì sợ hệ ánh sáng hệ đất các bạn. Cầm Whimsical hay Durant đều được hết. Rồi, ok. Mặt quýnh trong này nó không có luyện răng nha các bạn. Các bạn đừng có rảnh mà đem con rồng mà bạn cần luyện răng đi quýnh trong này nha. Nó không có tăng cái điểm skill của con rồng mà khi đánh được đâu. Mình để ý rồi. Rồi 210. 210 thì 210. 160. 197. 207. Rồi, 211. Vô. Rồi, lấy con rồng nào. Này, Flame Knight Dragon. Ok, quá tuyệt vời luôn. Chụp nha, chụp lại nha. Rồi, bây giờ mình sẽ up nó luôn. Go to store. Rồi giờ mình sẽ up nó và đem đi like cái con gì ở trên đảo bay đó các bạn. Spy. Không phải Spy cờ này mà Flame cờ này. Thôi cái chữ cờ này cho nó lẹ đúng không? Đây, Flame cờ này Dragon, con rồng đầu tiên. Mình chưa có cái item cái kiếm cấp xuống đất. Nếu mà có item đó nữa có khi là mở được cái cổng. Cổng kia rồi đúng không các bạn? Ngay Flame Show còn 22 phút nữa mình xem được quảng cáo. West West còn 8 tiếng nữa mình mới đánh được West tiếp theo. Rồi. Đây này, chuẩn bị like con đây này các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Bây giờ mình ui, các bạn thấy gì không? Tank Dragon. Ngon ngon. Tank Dragon là một loại Legend các bạn, Legend cấp 9 đấy. Và lai bởi con Chibi Chom và con Temura. Chibi Chom và Temura, con si tank này. À các bạn thấy chưa? Con si tank này. Tank Dragon. Đây, con si tank này khá là ngon các bạn và khá là dễ thương nữa. Con si tank này. Nó bị trùng hệ nhưng mà không sao, nó bị trùng hệ chiến binh với hệ kim loại cùng click được hệ đất, nhưng mà ít nhất nó cũng 4 hệ click được 7 hệ. Nói chung là nếu các bạn có điều kiện, có nhiều game, các bạn có thể làm con tank 5 sao nha. Rồi bây giờ mình sẽ dừng video để ra ngoài dùng cái sai này để làm up cho con Flame Knight này nhanh hơn, cộng với mình sẽ like sẵn luôn. Mình bỏ qua cái chi tiết cho cái con Flame Knight này lên level 7 nha. Mình sẽ like luôn. Like cho nó hết size. Nếu mà ra được con này thì mình sẽ quay cho bạn xem con đó luôn. Còn nếu mà không like ra không ra thì mình vào mình tiếp tục chương trình là cái ngôi sao bên cây sự sống nha. Rồi mình đã trở lại game rồi đây các bạn. Và mình có xem tin tức là cái này nè, 15 cái này nè. Thì
sẽ có những kiện sự kiện sau, sẽ có những cái quest hay là video nó có xuất hiện cái item này nữa. Và các bạn thu thập được 20 item này thì các bạn sẽ đổi được một cái rương. Và trong cái rương đó nó sẽ có 10% các bạn mở ra heroic. Đó là cái công dụng của cái đó. Mình đã xem tin tức là mình thấy, nhưng mà thời gian để nó ra cái đó thì có vẻ như là chờ khá lâu. Vì cái đó nó có liên quan tới cuộc đua heroic nữa các bạn. Mình nghĩ là kết thúc cái này là tới cuộc đua heroic này. Rồi nó có dính dáng gì trong đó đó. Để mình cho các bạn thấy con gì ta, con Flame Knight nha. Flame Knight gì, nó ở đâu ta? Đợi tí nha. Đùa. Để mình vào sách lấy hoặc tìm cho nó nhanh rồi. Nhớ mình bán nó nhà kim loại mà ta. Đang bán con EV Dragon mà mình chưa có kìa các bạn. Ai con Flame Knight nè. Sao nó đỡ bên đảo gió? Ủa? Hồi nãy mình dùng tool mình bảo ở bên đảo bên kia mà ta. Sao giờ nó nhảy qua đảo gió ta? Thôi kệ nó đi. Nó đang ở đảo gió mà đảo gió đang nâng cấp nữa nên mình không có cho các bạn xem được cái con Space Knight. Nhưng mà thôi để đó vài hôm. Và hồi nãy mình đã like ra được con Defenti Dragon rồi các bạn. Ok không? Defenti này, tập sau thì mình sẽ review nó cho các bạn xem nha. Rồi. Đã like ra được Defenti. Và tập sau thì mình sẽ ráng like ra thật là nhiều con tank Dragon cho các bạn xem luôn. Like nhiều thì chứ gì ta, like nhiều thì recon được nhiều thì nâng sao, ok đúng không? Bây giờ là tiết mục bên cây sự sống các bạn ạ. Fawest đã được hoàn thành một con. Rồi mình sẽ tiếp tục recon Fawest nè. Rồi recon con tiếp theo Fawest. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn 7 con Fawest chưa được recon nữa. 7 lần 2 con là 5 ngày. Tầm 15 ngày, 17 ngày nữa. Rồi, bây giờ là Atlantis lên 5 sao các bạn ơi. Ok, finish. Rồi hên quá chụp được ảnh. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nâng sao cho một con Legend có hệ băng. Lên 5 sao nha. Con Akin nè. Con Akin thì có hệ băng với hệ nước nên mình để sau. Con này có 3 hệ. Con này 3 hệ. Con này banh nước không luôn. Con này có 3 hệ à. Dark Steel. Bóng tối click được ánh sáng, kim loại, lửa click được lá, băng, điện click được nước, kim loại. Ồ, con này bị trùng hệ rồi. Bị trùng hệ đúng không? Rồi, cũng như không. Tính ra hệ băng của mình yếu quá. Hệ băng thực sự quá yếu các bạn. Để thì bây giờ mình tìm hệ nước mình nâng tiếp. Hệ nước có Snapper, Animal, Snapper,
Vậy là hệ nước hết rồi. À đây, Bu-ni hoặc là Root hoặc là Tentacle. Mà mình ăn Root nha. Con Root đẹp. Ok, khoảng tầm một tháng nữa là chúng ta sẽ có thêm một con rồng 5 sao mang tên Root Dragon. Rồi bây giờ tìm Atlantis thôi. Atlantis nó có hệ Primal các bạn ơi, nó nằm đây. Ok luôn. Bây giờ mình sẽ cho Atlantis lên thẳng level 70 luôn ạ. Rồi cho nó ăn thôi. 26. Có Atlantis này mình luyện skill hết rồi nha các bạn. Nó có skill World First nè, RJ Ben nè, Will Bot nè, Behavior. Con này thì xét về hệ của nó hệ chiến binh đầu thì nó sợ hệ nước và hệ băng, có nghĩa là khi hai con Atlantis gặp nhau thì nó đều có thể crit lẫn nhau. Con này crit được hệ đất, hệ lửa, hệ bure, hệ chiến binh, hệ ánh sáng và hệ nước. Nó bốn hệ crit được mấy hệ ta, 6 hệ khác nhau. Một cặp hệ bị trùng là hệ chiến binh và hệ nước đều crit được hệ lửa. Con này mình đã luyện rank cho nó thành E cộng rồi. Bây giờ mình chỉ cần nâng lên level 70 và đem đi đánh nữa thôi. 42 43 ở cái nick phụ của mình nữa các bạn. Ở nick phụ mình có một cái nick phụ nữa. Và cái nick phụ của mình thì rồng lên 5 sao thì mình chỉ cho lên được 50 thôi các bạn. 50 là tầm 100.000 máu. Chứ mình không có cho lên được 70. Vì cái ạt đó nó rất là ít phút. Mình chỉ lên 50 thôi. Còn ạt này thì có nhiều phút hơn. Nên mình sẽ lên nó 70 luôn. 50 là 123.000 máu nè. Và nó đánh đam tay là được 50.000 đam, đam crit là được 100.000 đam. Nhân lên 70 thì nó khác, 70 thì nó là tầm 187.000 máu. Đam tay bình thường quýnh một cái là trên 72.000 đam. Và crit thì tầm 100 150 160. Nó tầm vậy. Một con Heroic 40 E cộng gặp con Legend 5 sao E cộng thì tắt nắng liền. 5 sao 70 E cộng là tắt nắng liền các bạn. Một đam, một hit. Khi nào mà mình lên cái Arena rank 2 á các bạn. Arena Bure 2 á thì ở đó nó sẽ không cấm Heroic. Và lúc đó mình sẽ cho các bạn thấy nó cứ những con Legend 5 sao cứ một đam là đi một con Heroic thôi. Rồi sắp lên 70 rồi. Tốn 100 m phút rồi đấy. Lên cấp 65 tốn 100 m phút rồi. 67 68 69 và 70. Tổng cộng chúng ta tốn là 120 m trái cây. 110 đến 120 m trái cây để cho một con rồng từ level 40 lên level 70 các bạn ạ. Đây. Cái đây là lý do tại sao năng sao nó mạnh này các bạn. Một cái E cộng thì chỉ được cộng 50% máu và đam, nhưng mà cái 5 sao thì nó cộng tới 191% máu và đam. Bất kỳ loại Legend nào đều được cộng như vậy, nên là cái hai loại Legend mà có thể cộng mạnh là cách 5 và cách 5 và cách 9, vì cái chỉ số gốc của nó là máu với đam nó cao hơn, những vượt trội hơn những cái cách từ 9 trở xuống. Nên là các bạn có thể nâng được cách 5 hay cách 9, rồi như con rồng Legend cách 7 hay là cách 4 thì các bạn không nên nâng, vì cái chỉ số gốc của nó là nó thấp hơn hai cái loại này.
hoặc là nó chênh lệch khá nhiều so với hai loại này, nên khi nâng lên thì nó sẽ yếu hơn. Rồi chúng ta cùng combat thôi đúng không? Battle. Ở hệ Bure thì nó cho hệ Bure đi đánh, nên là không thể cầm Atlantic đi quýnh được. Ồ, hên quá, mình có mấy trận Liên Nguyệt đây các bạn ơi. Xem. Thay con nào ra? Đây, thay con School Fay bằng con Atlantic nha. Ok chưa? Rồi, chiến thôi. Đây nè, Herit nè. Herit là tách nắng hết. 7 bang là máu. Con này có skill chiến binh nè, 161.000. Con này có chiêu Bure nè, 164. Rất là nhanh gọn. Ok, trận tiếp theo. Trầu riêng nhầm à, con này là Hibou City V Dragon, con địa Bure này à, con này hệ lé rỉ máu phát tạch luôn như rỉ máu gì à, mấy con cấp 10 nó quýnh lần 95.000 máu ghét này. Anh lên tích đánh được con gì ta, gọi là tốt. Ok rồi, đội hình đã có đổi, tiếp tục combat. Rồi anh lên tích chiến tiếp nha, 154.000 thôi xong rồi. Đây phủn 2 hit với con Hibou CTV. Rồi. Con này là một con ở trong cái chết của cái bang hội mà bạn ấy nâng lên 5 sao, bạn ấy chơi. Mấy con này nâng lên 5 sao này. Thà năng Kratos ngon hơn. Ấy bạn ấy cái năng Kratos nè các bạn. Đây là Heroic. Con Heroic này hầu mình mới chơi game mình thấy con đó là đẹp nhất đó các bạn. Rồi mình cũng thấy con sói bạc nữa. Con sói bạc cũng đẹp lắm. Đây chúng ta gặp đội hình một người nào đó có tới ba con Heroic 5 sao lần các bạn. Và ba con này đều bị kỳ hệ bởi Whimsical. Whimsical có thể thăng ba. Quá loại ra cái này là cấp 40 nha các bạn. Chứ cấp 70 chưa chắc gì Whimsical thăng ba được đâu. Cấp 40 và cấp 70 nó khác nhau rất là xa. Mặc dù là 5 sao. Rồi. Tập này mình nghĩ là sẽ đến đây thôi. Và chúc các bạn xem video để kiếm được cái Flame Show nhanh nhất có thể nha. Và lấy được con rồng Flame Knight để có được cái chìa khóa để mở được cái cổng. Mình chưa được mở cổng các bạn ạ. Tại vì mình chưa có chìa khóa đã. Rồi, tạm biệt các bạn nha.